chị, hello cả nhà mình. Hello các chị đẹp của bé Emmy nha. Các chị ơi, vào live chấm cho em xin một cái dấu chấm tương tác comment nha cả nhà. Chị nào đã vào live stream rồi chấm cho em Ngọc xin một cái dấu chấm tương tác comment nha. Hello các chị đẹp nhà mình, 59 chị em đang xem live rồi nè. Mỗi chị mình vào live mình chấm cho em xin một cái dấu chấm thôi nha cả nhà, để em thấy tín hiệu đường truyền như thế nào các chị. Hôm nay phải nói là buổi sáng em vẫn tranh thủ lên cho các chị một cái mã sản phẩm phải nói là siêu xinh các chị. Mã sản phẩm này cực kỳ đẹp nha cả nhà, cái màu cũng xinh nữa các chị ơi. Chất liệu van bi nổi giùm em, cực kỳ đẹp. Em chào 154 164 chị đẹp đang xem live. Hello các chị nè. Dạ em Ngọc chào chị Trần Thủy, em Ngọc chào chị Hồng Yến nha. Chào chị Nguyễn Dung, chị Trương Ngọc Anh, em Ngọc tổng chào tất cả các chị nè. Dạ chào chị Nguyễn Thị Ngọc Hân, hello tất cả các chị Tăng Hiền. Các chị ơi vào like nhớ chấm cho em xin một cái dấu chấm tương tác comment để em thấy tín hiệu đường truyền âm thanh ánh sáng như thế nào nha cả nhà ơi. Em chào chị Tăng Hiền, chị Bùi Nga, hello tất cả các chị. Rồi 161 chị em đang xem live rồi nè. Rồi các chị ơi, hôm nay em lên chương trình đặc biệt trong buổi sáng ngày hôm nay cùng đồng hành với tất cả các chị khách yêu nhà em nha. Em chào chị Tăng Hiền, dạ rồi ok chị Đỗ Quyên. Rồi các chị ơi, bây giờ mình vào live mình cho em xin cái tín hiệu đầu tiên mọi người ơi. Hôm nay em lên cho các chị chương trình đặc biệt luôn nha. Bình thường gặp em thì cái chương trình đặc biệt lắm các chị. Chương trình gặp em Ngọc là cái chương trình nó gọi là nó đặc biệt hơn rất là nhiều luôn. Em chào chị Văn Phan, chị Kim Loan, chị Thanh Tiện, chị Võ Thị Thu Hường. Rồi các chị ơi, bây giờ thì không làm mất thời gian của tất cả các chị đẹp nhà mình. Hôm nay em chỉ mong là buổi sáng ngày hôm nay các chị sẽ giữ view được 200 view dùm cho em. Trời ơi, chị Nguyễn Thị Mai Lê Nguyễn nè là đang chuẩn bị là lên cú pháp đặt hàng sẵn đúng không chị ơi. Em chào chị Thủy Tiên Trương. Rồi hello các chị. Rồi buổi sáng ngày hôm nay em lên cho các chị hai siêu phẩm đầm mới. Đây là lần đầu tiên em Ngọc lên sóng cho các chị luôn nha mọi người. Hôm nay thì em lên chương trình lớn cho các chị luôn mọi người ơi, nên là các chị nắng lại like cùng sang like với em ngày hôm nay nha. Rồi bây giờ các chị, để không làm mất thời gian của cả nhà của em thì các chị ơi để lại giùm em số 2 đi, em biết tín hiệu em lên mã sản phẩm này luôn cho các chị ha. Để lại giùm em comment số 2. Em chào chị Trương Dung, chị Kim Loan, chị Bích Nguyễn, chị Bùi Hiền, hello tất cả các chị. Buổi sáng ngày hôm nay em còn chỉ mong là các chị sẽ giữ view giùm em là 200 thôi cả nhà. Đó, mình tag tên bạn bè của mình vào săn sale với em ngày hôm nay luôn cả nhà mình ơi. Rồi ok, em lên cho các chị. Các chị ơi comment giùm em số 2 đi cả nhà ơi, cho em 10 cái comment số 2 thôi. Dạ chị Vân Phạm, chị Kim Loan số 2 rồi nè. Mọi người để lại giùm em số 2 nha. Mã sản phẩm này em nghĩ rằng là không làm các chị khách yêu của em thất vọng đâu. Tại vì cái phiên bản này, cái màu này quá đẹp các chị. Cái form cực kỳ xinh luôn mọi người ơi. Nhưng mà cái chương trình này em cũng sẽ là một cái chương trình mà em sale cho các chị nha, giảm giá yêu thương cho mọi người. Vẫn là chương trình mà bình thường gặp Ngọc là các chị sẽ được một cái chương trình em để ý nha. Cứ là mỗi lần em lên live cho các chị em lại được một cái chương trình đặc biệt cả nhà. Mỗi lần em lên live em lại có một cái chương trình đặc biệt dành cho tất cả các chị. Bây giờ các chị ơi để lại giùm em số điện thoại trước ha. Để giùm em lại số điện thoại trước rồi xong rồi em lên cho các chị cái mã sản phẩm mà mình chốt đơn luôn. Tại vì buổi sáng hôm nay các chị em chốt số lượng không có nhiều, thật sự là số lượng không nhiều các chị. Mỗi lần live là mẫu này bao nhiêu shop chị Kiều Ni. Em chưa lên là các chị đã hỏi rồi cả nhà ơi, em còn chưa lên là các chị đã hỏi rồi nè. Rồi em thấy tín hiệu của các chị. Rồi bắt đầu lên cho các chị mã sản phẩm này nha. Đẹp lắm mọi người ơi, đợi em tí nè. Cầm cho các chị cái túi sách. Trời các chị ơi, cái mã sản phẩm này không đẹp, không lấy tiền các chị luôn á. Mã sản phẩm mà Ngọc đang mang trên người đây không đẹp, em không dám lấy tiền các chị khách yêu nhà em đó mọi người ơi. Các chị nhìn cái phiên bản đầu nè, quá xuất sắc các chị. Phiên bản đầu thật sự nó quá sang mọi người. Rồi em xin phép là em sẽ lướt cái comment qua nha, để cho các chị nhìn cái form. Rồi các chị ơi, em đồng nó đẹp nè cả nhà. Các chị thấy cái form đồng giùm em không? Họa tiết hoa văn nè. Cái form giúp cho em Ngọc cực kỳ xinh nha cả nhà mình. Mã sản phẩm này hiện tại số lượng buổi sáng ngày hôm nay là Ngọc chút ít. Mọi người nhìn giùm em là cái form nè. Các chị quá đẹp luôn cả nhà. Mã sản phẩm này là em háo hức lắm luôn á. Em háo hức để được mặc mã sản phẩm này để giới thiệu đến tất cả các tình yêu của em ngày hôm nay á mọi người ơi. Thật sự nó quá sang, đẹp, xuất sắc nha. Màu vàng này em làm cho các chị là màu vàng pastel, không phải là màu vàng đậm. Màu vàng đậm là màu này nè các chị. Đó mọi người, màu vàng đậm là màu này nha. Còn màu Ngọc đang mang sẽ là cái màu vàng pastel. Em đứng trên cái nền vàng này là các chị sẽ nhận ra được cái màu vàng của mình liền. Là màu vàng của em nó là pastel nhã nhặn, nhu mì cho các chị, không nổi bật. Duyên dáng vô cùng cho mạng sản phẩm này luôn, cực kỳ xinh các chị. Phơm dáng này em làm cho các chị sẽ là một cái phơm dáng A xòe nhẹ nha mọi người ơi. Đó, phần tay thì em thiết kế cho các chị là tay sắt nắp trầm.
phần vai, nên là che được khuyết điểm phần nách và cả phần bắp tay dành cho em nữa, lên phông cực kỳ xinh. Cái dáng áo của mình là các chị, cổ sẽ cổ V nha, nhưng mà cổ V nhà em làm vừa phải, không quá sâu và không quá rộng cho mặt sản phẩm này. Mọi người ơi, chương trình buổi sáng ngày hôm nay em cũng biết gọi là buổi này là buổi sáng hay buổi trưa nữa, là cho các chị vào khung giờ là 10:30 đúng không? Nên là các chị ơi, chị nào có thời gian mình nắm lại nghe em tư vấn. Hôm nay em lên chương trình lớn cho vài người, 6616 là em đang mang. Các chị cái mã đẹp không cả nhà? 6616 là mã sản phẩm Ngọc đang mang trên người. Hôm nay các chị mình sẽ được mua một cái mức giá dùng cho em 550.000 đồng. Em có cho mọi người là 5 size cho mã sản phẩm này, S, M, L, XL và 2X dùng cho em nha. 40kg đến 72kg chút đơn mã sản phẩm này qua đi nổi dùm em. Các chị ơi, dòng qua đi nổi bên em thì các chị đã biết quá nhiều rồi đúng không ạ? Ở bên trong có khối lót dùm cho em nữa, phân ngang cho các chị nè mọi người. Em đang còn size cho mọi người từ size S cho tới size 2X, 40kg đến 72kg. Chị nào thích chút mã sản phẩm này luôn. Mã sản phẩm này trong buổi sáng ngày hôm nay em chút có 16 chiếc thôi các chị, 16 chiếc chia cho 5 size nha. Các chị lẽ size như vậy là do size 2X với size 1X là số lượng nó còn ít nhất. Các chị size 2X với size 1X là số lượng còn ít nhất. Form đẹp lắm rồi các chị, tiến tờ lại màn hình cho cả nhà mình xem form giùm em. Các chị nhìn thấy cái hoa dùm cho em ngọc nè, đẹp chưa các chị ơi? Nó sẽ có khắc laser trên cái nền vải của mình nữa. Em lót toàn thân đầm và các chị nhìn nè, cái dáng áo của mình nè, ở đằng trước nó có phối cho các chị một cái gọi là cái vân túi giả mọi người. Lên phơm cực kỳ sang, cái màu này rất rất là đẹp dùm cho em nha. Mọi người cái phơm dáng này trẻ trung và các chị nhìn cái dáng hoa nhà em làm cho các chị nè. Đẹp chưa các chị? Sắc nét nha, và những cái họa tiết hoa này em đảm bảo với các chị là ở ngoài các chị mua sản phẩm này không có nha mọi người. Cái họa tiết hoa này là không có bên đây dùm cho em nữa nè cả nhà. Phơm dáng vẫn là phơm dáng eo cao cho các chị nha. Phơm dáng này cực kỳ trắng và trẻ trung. Ai mọi người nhìn giùm em, thiết kế này em làm cho các chị lại chích eo ở đằng trước nữa để che khuyết điểm phần bụng dưới của mình ở đây. Mọi người nhìn giùm em nè, em chích như thế này để che bụng dưới của chúng ta ha. Phơm dáng ngọc cao 1m6, em đang mang size phụ phối quá đẹp các chị. Mã sản phẩm này chị nào hài lòng chốt đơn hàng liền giùm tay, liền tay giùm em. Mã sản phẩm 6616 kèm giùm em số điện thoại trên phần một dòng comment. Em giữ đơn và đi đơn hàng sớm cho mọi người. Hôm nay các chị sẽ được miễn phí ship giùm cho em ngọc nha. Kiểm tra hàng trước khi thanh toán rồi, tích lũy điểm cho đơn hàng thành công rồi, đổi hàng trong vòng 5 ngày nếu sản phẩm có bất kỳ sai sót. Hôm nay khách hàng VIP cũng sẽ có chương trình lớn giùm em nha. Hôm nay khách hàng VIP cũng sẽ có chương trình lớn giùm em. Thành viên bạc em giảm 15%, thành viên vàng em giảm 17% và thành viên kim cương em giảm 22% các chị. Đây cái phần giá ở đằng sau thì em kèm phơm một tí nha cả nhà, nhưng mà các chị nhìn phơm giùm em. Mã sản phẩm này là em đang mang size M. Cái phơm dáng này nó hơi gọi là em đang mang size M nên là em phải kẹp hơn một xíu. Nhưng mà chúng ta sẽ có cho các chị là 5 size nha, 40kg đến 72kg chốt đơn. Em càng nhìn cái mã sản phẩm này em càng thấy đẹp các chị. Ví dụ như mình học phối với cái túi màu vàng, các chị phối giùm em ngọc cái túi màu đen đơn giản basic như thế này thôi các chị. Đi làm mã sản phẩm này được, đi tiệc được, đi chơi cà phê dạo phố, và các chị mình đi du lịch được mã sản phẩm này giúp em. Chất liệu vải bên em là không bị nhăn nhầu cho các chị, mà dòng chất liệu vải thì thực sự nó mát lắm các chị. Thời tiết của chúng ta nóng bức cỡ nào các chị cứ lựa chọn mã sản phẩm này là mát nhất luôn. Và các chị nhìn nè, em còn kéo cái phần thiết kế ở bên trong cho các chị lớp lót nhà em nè. Em tự tin cái lớp lót của mình có độ che phủ đến mức mà em kéo lên cao luôn, tại vì nếu như mà lớp lót của mình không có độ che phủ tốt các chị, nó sẽ lộ phơm ở bên trong làm cho có thôi. Còn nhà em là làm cho các chị cái lớp lót của mình thứ nhất mỏng nhẹ nhưng mà vẫn đảm bảo độ che phủ tốt dùm cho em ngọc. Phiên bản là các chị nhìn nè, em tiến sang màn hình, màu vàng này nhu mì pastel dùm cho em nha. 6616 kèm số điện thoại trên cùng một dòng comment. Em giữ đơn cho mình là 550.000 đồng cho 5 size. Các phần thiết kế tay các chị ơi, em có đệm nha. Phần thiết kế tay này em có đệm cho các chị một cái lớp ở bên dưới cái phần chòm vai này nè cả nhà. Em có đệm cho mọi người. Cái dáng tay của nó sẽ giống như là một cái dáng tay dơi vậy cả nhà ơi. Nhưng mà cái dáng tay dơi này em làm cho các chị sẽ là dáng tay dơi con. Đó mọi người, nó ngắn nó nhỏ như vậy nên là vô tình tạo ra một cái form sắc nách mà nó chòm vai như thế này cho các chị. Họa tiết hoa quá đẹp luôn. Các chị biết em ưng cái gì không? Em ưng cái thiết kế đằng trước như vậy nè cả nhà. Em ưng cái thiết kế hai cái phần túi giả, tóc giả cho các chị thôi. Nhưng mà lên phông cực kỳ đẹp. Các chị nhìn cái dáng eo nhà em làm đi ly cho các chị tầm là 2.5 cm thôi. Mã sản phẩm này để em gọi là em zoom màn hình lên cho các chị khách yêu nhà em xem nè. Đó các chị, em đi cho các chị bản ly này khoảng tầm là 2.5 cm, 3 cm để tạo cái cảm giác là cái eo của các chị sẽ siết gọn hơn. Và bên cạnh đó các chị nhìn nè, em làm cho các chị đó chính là chiếc ly ở hai bên như vậy, tạo cảm giác là che bụng dưới rất là tốt. Đầm này rất là đẹp nha. 6616 em chỉ có 16 chiếc thôi mọi người ơi. Rồi các chị, em thấy comment của chị Tăng Hiền, cao 1m65, nặng 60kg, mặc size nào vừa, cảm ơn em nhiều. Chị Dung Quốc Dương ơi, cao 1m65, nặng 60kg là chọn giùm em size L nha
chị. Chọn giùm em Ngọc size L là vừa đẹp luôn, em có size cho mọi người. Váy này ngày hôm nay em lên cho các chị 6616, 550.000 em cầu hỗ trợ miễn phí ship. Các chị cái form đồng này đẹp lắm, để em xoay form cho mọi người xem nè. Em cao có 1m6 luôn các chị, em đang mang size S cho cả nhà. Cái đồng này nha mọi người, cái hoa đẹp các chị. Cái hoa vô cùng đẹp, cái form cực kỳ đẹp luôn các chị ơi, em thích cái form này lắm luôn mọi người. Nó sang, bình thường nếu như mà chúng ta mang body, em thường là em khen body. Body là lên form sang nhất. Nhưng mà cái form này các chị, em may cho các chị tùng A mọi người. Cái tùng là A xòe nhẹ thôi chứ không phải là cái tùng quá xòe. Nên là cái phiên bản này sang không các chị ơi, mình mang giùm em một cái túi khác cũng đẹp nữa cả nhà. Cái màu này nó quá đẹp và các họa tiết hoa văn em thích lắm luôn á các chị. Đây em cho mình xem kỹ giùm cho em Ngọc nha, có 16 chiếc giùm cho em thôi. 40kg đến 72kg chút đơn. Các chị đừng lo, về size số nhân viên nhà em tư vấn sâu cho các chị kỹ càng hơn xíu nữa. Các chị kiểm tra hàng trước khi thanh toán giùm em cho yên tâm. Em miễn phí ship là các chị tiết kiệm được 20-40 nghìn rồi các chị. Cộng với đổi hàng trong vòng 5 ngày nếu như sản phẩm bên em có bất kỳ sai sót. Phone cực kỳ xinh các chị, mà sản phẩm này xinh lắm luôn, đẹp lắm các chị ơi. Mình cứ kiểm tra hàng trước khi thanh toán nha. Với chất liệu dòng van bi nổi bên em là nhà hàng nhập khẩu cao cấp nha. Em cam kết với các chị, mà sản phẩm này với họa tiết hoa này các chị không tìm thấy ở đâu có. Ngoài váy emi là cái thứ nhất. Và cái thứ hai nữa, dòng chất liệu vải này bên em các chị ơi, ở những cái brand hàng khác phải bán cho các tiệm chị là tầm 800-900 nghìn. Em nói thật sự luôn á. Các chị nếu như mình có thời gian mình trải nghiệm giùm em một lần đi các chị. Mình trải nghiệm ở những cái brand khác cho dòng chất liệu van bi nổi thôi. Thật sự 800-900, thậm chí có những mã sản phẩm 1 triệu mấy. Nhưng về cái phơn dáng và cùng với cái họa tiết hoa văn nha, là chắc chắn với các chị, đây là những cái phiên bản mà chị váy em mới có thôi. Em có cho mọi người 5 size 40kg đến 72kg chút đơn đẹp các chị ha. Em phối cho các chị là cái nóng xuất sắc cả nhà. Mã sản phẩm này đẹp và sang nha. Mã sản phẩm thường á, em khen váy hoa là nó thể hiện sự nhẹ nhàng, nó nhẹ nhàng thanh lịch các chị. Nhưng mà mã sản phẩm này em thấy nó quá sang. Cái màu nó nhã nhặn nhưng mà nó vô cùng sang nhìn cho em nha. Các chị thấy cái màu là các chị so sánh nè. Em may mắn là ngày hôm nay em mang cái màu này là màu vàng và nền cái nền vàng, nên là em dễ so sánh. Em sợ các chị hỏi là cái màu vàng có đậm hay không. Màu vàng này sẽ là màu vàng pastel dùm cho em Ngọc cực kỳ xinh các chị. 6616 kèm số điện thoại, em có đúng có 16 chiếc thôi. Chị đồng ý cho hôm nay con số đẹp các chị ha. 6616 em chỉ có đúng 16 chiếc thôi. Mã sản phẩm kèm số điện thoại trên cùng một dòng comment dùm cho em Ngọc nha. Em giữ đơn và đi đơn hàng sớm cho mọi người. Hôm nay các chị sẽ được miễn phí ship mã sản phẩm này dùm cho em Ngọc ha. Đường miễn phí ship thành viên VIP thì các chị em giảm cho các chị, đó chính là thành viên bạc 15%, thành viên vàng 17% và thành viên kim cương 22% giùm cho em nha. Nên là ưng ý chốt đơn hàng liền mọi người, xinh xuất sắc luôn. Và có hai túi 2D nữa các chị nhìn giùm em nè, em test cái túi cho mọi người xem ha. Cái túi nhà em thứ nhất là form khép không bị hở form. Các chị túi sâu vào đầu, bỏ cả điện thoại vào mất luôn các chị, mất cái điện thoại em luôn. Các chị thấy có hở form không? Không hề hở form. Cái màu này xong mà nó đẹp quá các chị ha. Đẹp quá các chị, em thấy xinh. Mọi người em thấy cái màu này sang, các chị thấy như thế nào mọi người ơi? Phiên bản này rất là sang. Ai các chị nhìn cái họa tiết hoa văn giùm em nè. Em khắc laser trên cái nền vải van bi nổi bên em. Rất rất là đẹp luôn. Các chị nhìn cái đường từng cái hoa là các chị biết là hàng của mình cao cấp hay không liền à. Đó mọi người nhìn cái hoa này, em làm cho các chị rất là sắc nét luôn. Cái màu này rất là đẹp các chị. 6616 kèm số điện thoại trên cùng một dòng comment giùm cho em Ngọc nha. Ơn ý chốt đơn hàng liền các chị. Size L với XL là màu lẻ size nhất luôn. Size L với XL là màu lẻ size nhất luôn. Rồi L80 cao 1m6, L80 cao 1m6 đúng chị ơi. Chọn giùm em size XL nha chị. Dạ rồi ok chị Bích Nguyễn ha. Dạ rồi ok, miễn phí ship cho chị Nguyễn Kim, lên đơn hàng thành công cho mình. Chị Bích Ly em lên đơn hàng thành công em miễn phí cho mình nha. Chị Trần Thơ ơi, bao nhiêu váy mẫu mặc và mã sản phẩm em là 550.000 đồng, em cộng hỗ trợ miễn phí ship nha các chị. Dạ rồi ok. Túi có bán không em? Chị Đỗ Duyên ơi, túi em không có bán nha mọi người. Em phối cho các chị thôi. Các chị những mã túi này ở ngoài các chị cũng dễ tìm kiếm lắm. Các chị chỉ cần mua những cái mã túi này dùng cho em, mình phối đồ là xinh ha. Ok, em lên đơn hàng thành công cho chị Tăng Hiền, em giữ đơn cho mình với mức giá yêu thương tại Like và miễn phí ship cho các chị. Phong cực kỳ đẹp các chị ơi, cái màu này em cũng ưng nữa, cái họa tiết thiết kế này cũng sang nữa mọi người. Đó, em xoay vơ đằng sau cho các chị nhìn ngắm nè. Mang kính vào nữa, mã sản phẩm này các chị đi du lịch, cà phê, dạo phố, hẹn hò đều xinh cho mã sản phẩm này nha. Họa tiết thiết kế cho các chị nè, ở đằng sau dùm cho em Ngọc nè mọi người. Đó, khóa rít kéo ẩn lên form, các chị thấy nè, nó fit form, fit dáng em luôn. Lên form rất là sang. Thật ra là cái váy hoa này em thích nhất là cái phần chồm vai. Em thích nhất là cái phần chồm vai này nè các chị. 16 chiếc giùm em nha. 6616 em giữ đơn, chốt đơn hàng thành công. Mã sản phẩm 6616 và kèm số điện thoại là ok các chị. Về sai số nhân viên nhà em tư vấn sau trong buổi chiều ngày hôm nay là nhân viên nhà em đã lên đơn.
và gọi điện chốt đơn cho các chị rồi nha. Trong buổi chiều ngày hôm nay là lên đơn chốt đơn cho các chị. Mọi người nhìn nè, cái thiết kế gọi là chồm xuống, các chị thấy đẹp không? Em chồm xuống, em cúi người xuống, các chị thấy đẹp không? Và nó sẽ không bị gọi là hở form của mình á. Cái phần thiết kế cổ của em làm cho các chị là nó sẽ ôm vào cái phần ngực của mình luôn, nó không có bị trễ form xuống các chị. Đó cả nhà, nên là lên form xinh nha. Còn chị nào mà đang lo nè, cái mặt sản phẩm này liệu có che được khuyết điểm hay không, thì các chị tuần váy A là một trong những cái tuần váy mà che khuyết điểm phần bụng dưới cực kỳ tốt dùm cho em Ngọc rồi. Và cái thiết kế này thì lại may cho các chị đó chính là chiếc ly ở hai cái phần trước này, các chị thấy rõ không ta? Đó mọi người, các chị thấy nè, đó đây là vô tình che bụng dưới giùm cho em. Và các chị thấy cái phần hoa của mình, thật sự các chị, cái dáng hoa này là lần đầu tiên em cảm nhận mà em thích đến như vậy á các chị ơi. Mã sản phẩm này 6616 em làm cho các chị cái thiết kế hoa nè, cái màu quá xinh, các chị thấy khắc laser trên cái nền vải nè, phải nói là kỳ công lắm mới có một cái họa tiết mà thắt gọi là khắc laser cho các chị. Họa tiết hoa đã dệt là đã dệt mệt rồi các chị. Cái này em không có cái kiểu mà phải nói là in ấn gì cả nha mọi người ơi. Vải này là vải dệt hoàn toàn dành cho em. Mà các chị, vải mà chúng ta dệt lên cho các chị mà dệt có họa tiết như thế này mà gọi là sờ vào, gọi là nó sẽ nhám cái tay như vậy, các chị ơi, thật sự là một cái điều rất là khó nha cả nhà. Phải nói là rất là chất lượng cho cái cây vải này em về cho các chị luôn. Van bi nổi 6616 kèm giùm em số điện thoại trên cùng một dòng comment là được nha cả nhà. Đây em cao 1m6 bên trong nè các chị, có lớp lót dùm cho em nữa. Đây là họa tiết mà các chị ơi, nó mát mẻ vô cùng luôn. Cái màu này nó đã mát mẻ cho các chị rồi, kèm với cái chất liệu vải mát mẻ nữa, đây là mùa hè khi mà thời tiết nóng bức, các chị mang sản phẩm này thoải mái dùm cho em Ngọc luôn. Đồng này đi tiệc được nha các chị, đi cà phê dạo phố hẹn hò dùm em. Các chị mặc thường nhật buổi chiều đi gọi là đi cà phê dùm bạn, cùng bạn bè đi nhảy đầm, hay là các chị đi gọi là hát karaoke rồi các chị. Mã sản phẩm này tuyệt vời luôn, form các chị thấy đó, lên form rất là sang dùm cho em Ngọc. 6616 kèm số điện thoại nha cả nhà ơi. Chị nào đang ngầm trong 40kg 72kg chốt đơn giùm em luôn, em giữ đơn cho mình mã sản phẩm này 550.000 đồng cho em váy này, quá tuyệt vời các chị. Váy rất là đẹp nha các chị, mình mua về á, các chị kiểm tra hàng chút đi trên báo đi, các chị sẽ thấy là cái chất lượng vải bên em như thế nào. Mọi người, những cái dòng như em thường lên cho các chị nè, van vi nổi, tại sao là van vi nổi lại tới cái thời điểm này là van vi nổi lại bán cực kỳ cháy hàng tại thế em ơi, là do cái tính ứng dụng cao của cái mã sản phẩm này á các chị. Em mặc cho các chị là cân mọi thời tiết luôn. Thứ nhất là mùa hè các chị thường lựa chọn những mã sản phẩm này dùm cho em nè, còn vào những cái lúc mà mùa xuân các chị thì mã sản phẩm này là tuyệt vời rồi. Có một mùa mà các chị gọi là ngại váy hoa tại vì các chị sợ mỏng, nhưng mà mùa đông các chị vẫn mặc váy hoa và các chị lại mặc áo vest măng tô bên ngoài, các chị lên form cũng rất là sang cho các chị luôn. Những mã sản phẩm này bây giờ các chị ơi, mình mang gọi là năm này qua tháng nọ nó có bị quê. Váy hoa nhà em làm cho các chị á, nó không hề bị quê một xíu nào cả, các chị mang được lâu nữa. Hôm nay các chị mua về các chị mặc một hai lần đúng không, năm sau các chị để cái tủ đồ đó các chị lấy ra các chị mang vẫn bình thường, đó là chính là váy hoa. Em thường khoe với các chị khách đẹp nhà em nha, các chị, em có một cái mã váy hoa em mặc hôm nay là 4 năm rồi, nó vẫn còn nguyên các chị. Nó kiểu là ví dụ em mang một hai lần rồi đi du lịch đi chụp hình rồi cứ về để đó rồi năm sau lấy ra mang vẫn bình thường luôn, nó vẫn đẹp, nó vẫn bình thường như vậy các chị, tại vì hoa dễ mang mà cả nhà. Và họa tiết hoa này các chị thấy đẹp không cả nhà ơi, rất là đẹp luôn nha. Cái màu giùm em nè, em đang like cho các chị là màu sắc chân thật của sản phẩm luôn các chị. Mã sản phẩm này vô cùng gọn dáng và trắng da giùm em nha. Mã sản phẩm này vô cùng gọn dáng và trắng da. Rồi các chị ơi, 6616 em còn những chiếc cuối cùng cho các chị nha. Chị nào lấy 6616 thì chốt đơn hàng liền giùm em đi mọi người. Chứ thôi tiếc lắm mọi người. 550.000 đồng giúp cho em. Hôm nay các chị miễn phí ship là giảm tiết kiệm được từ 20-40.000 rồi nè. Khách hàng VIP các chị, thành viên bạc em giảm 15%, thành viên vàng em giảm 17% và thành viên kim cương Ngọc giảm 22% cho các chị. Nếu ngày hôm nay chị khách hàng VIP nào mua 2 sản phẩm em giảm 20% và mua 3 sản phẩm em giảm 25%. Ok chưa các chị? Rất là tuyệt vời đúng không cả nhà ơi? Đây là các chị, mình cứ việc là mình hôm nay mình thích mã sản phẩm này chốt đơn giùm em. Các chị nhìn em ngồi nè, các chị thấy là cái form đầm của mình không có, nó không có lộ bụng, cái dáng eo vẫn là dáng eo cao nha, nó fit form dáng cho mình luôn. Và em tiến xa màn hình ngồi cho các chị xem nè, cái phần váy của mình á, nó lúc nào nó cũng sẽ phủ gối như thế này giùm em, tại vì các chị bên em á không có thích mà ngồi mà nó bị dày, các chị nhìn phô với các chị nha. Bên em thì các chị thường là phải nói là phủ gối như thế này. Mã sản phẩm để các chị mang đi dạy cũng sang nữa cả nhà ơi, em thích nhất là cái thiết kế này mọi người, cái thiết kế này độc đáo bên em lắm nha. Thay vì em không làm cho các chị hai cái vạt túi này
này cũng được nha mọi người. Nhưng mà làm cho các chị thấy cái giáp đồng sang không? Thật ra ở ngoài các chị nhìn ngắm cái giáp đồng này sang ở hơn ở trên like rất là nhiều. 6616 giúp cho em ngọc các chị quá đẹp mọi người. Em khen mặt sản phẩm này đẹp thật sự. Em khen mặt sản phẩm này đẹp các chị. Chị nào mà làm giáo viên á, các chị đi làm thường nhật hoặc là các chị đi dạy á, các chị đi làm việc văn phòng á, lựa chọn mà sản phẩm này thoải mái lắm. Tại vì sao các chị ơi, ví dụ em làm cho các chị một cái phiên bản mà tay dài xíu, nhiều khi các chị mình mùa hè các chị khó chịu nè. Còn cái form này em làm cho các chị một cái phiên bản tay sắc nách, nhưng mà tay sắc nách là sẽ là tay dơ trồm vai như thế này, nên là nó che đi phần nách của chúng ta và vô cùng đâu đó này, vô tình đâu đó nó che khuyết điểm phần bắp vai dùm cho em rồi. Và phần ngực áo em làm cho các chị một cái thiết kế basic, đó chính là thiết kế cổ V. Và cái cổ V của mình cuối người xuống nó không có bị hở phơn, quá đẹp các chị. Ai bên có túi giùm em cái phiên bản vừa phải, không quá ngắn không quá dài. Nên chị nào cao hơn em tí các chị cũng không sợ ngắn, chị nào thấp người hơn em xíu cũng không sợ dài, tại vì em cao có 1m58, 1m6 thôi, chiều cao lý tưởng dành cho các chị luôn. Đẹp các chị ha. Mã sản phẩm kèm số điện thoại giùm em 6616 và kèm số điện thoại trên cùng một dòng comment nha, để Ngọc giữ đơn và đi đơn hàng sớm cho cả nhà mình luôn. Rồi các chị ơi, ưng ý chốt đơn giùm em nha. Dạ chị Thùy Lương ơi, bông tai Ngọc đeo có bán không? Dạ rồi, ok, bông tai em đeo không có bán các chị ơi. Bông tai này là của Phượng Ngân, các chị em cũng đeo ké thôi chứ em cũng không có bán bông tai cả nhà. Bông tai của Phượng Ngân lên là Ngọc đeo ké thôi các chị. Dạ rồi, ok, chị Thùy Lương, chị Bích Nguyễn lên đơn hàng thành công cho mình và em cầu hỗ trợ việc viết ship cho các chị nha. Phong đồng này xin các chị mình cho em xin một cái feedback đi cả nhà. Ví dụ như là các chị ơi, mình không mua hàng, mình cho em xin một cái feedback về mặt sản phẩm này đi, thật sự nó rất là đẹp. Anh đi đại đi anh. Một cái feedback về cái mặt sản phẩm này giúp em. Đó mọi người, nếu các chị thích mình lên đơn giùm em 6616 550.000, thật lòng em Ngọc luôn nha. Thật lòng em Ngọc luôn á. Chị nào mà mua những dòng sản phẩm cao cấp bên em các chị sẽ biết. Và chị nào mà mua hàng sản phẩm cao cấp quen rồi, các chị cũng sẽ hiểu ra được rằng là về cái chất liệu vải, về phân dáng thiết kế, về đường may mũi chị bên em là quá tuyệt vời. Em đã đồng hành với các chị là 7-8 năm rồi đúng không các chị? Em Ngọc thì mới đồng hành cho các chị là 1-2, gọi là 1 tháng nay thôi. Nhưng mà các chị ơi, điều em cảm nhận được từ váy Amy đó chính là tính cầu toàn về sản phẩm đem đến tay khách hàng của mình. Đây là các chị yên tâm về chất lượng sản phẩm bên em. Nhưng mà em luôn luôn đem ra một cái bài toán so sánh. Các chị so sánh thì cũng hơi kỳ xíu, nhưng mà nếu như mà không so sánh thì các chị cũng sẽ gọi là cũng hơi lo lắng và đắn đo một xíu. Những dòng chất liệu mà Vam đi nổi mà hàng nhập khẩu á, thì thực ra là những brand khác đều bán cho các chị 1 triệu mấy, 700, 800, 900 nghìn. Còn váy Amy lên cho các chị 550 nghìn, em lại có những cái chương trình hấp dẫn dành cho những khách hàng thân thiết bên em nữa. Nên là các chị càng mua càng lời đúng không cả nhà? Và các chị nhìn cái màu này nè, em càng nhìn cái màu này em càng thấy đẹp các chị. Em càng nhìn cái màu này em lại càng thấy mê cái em đồng này nha. Nó mát mẻ vô cùng luôn và nó trắng da nha, nó không hề bị kén da. Ê các chị, cái màu vàng này nè, nhiều khi nó các chị còn sợ bị chối nha cả nhà. Còn cái màu vàng em đang mang nè mọi người, may mắn quá em lên cho các chị. Cái màu vàng này nó còn có cái màu vàng ở đằng sau để so sánh với cái em đồng này. Đó, màu vàng này em làm cho các chị sẽ là màu vàng pastel cực kỳ đẹp. Họa tiết hoa cho các chị xinh lắm cả nhà. Các chị thử một lần trải nghiệm đi, mã sản phẩm này không làm cho các chị em nhà em thất vọng đâu. Cứ kiểm tra hàng trước khi thanh toán đây. Bên trong có khối lót và các chị, lớp lót này cũng sẽ là màu vàng nha cả nhà. Lớp lót bên trong em cũng là màu vàng chứ không phải là màu trắng cho các chị. Em làm cho các chị màu vàng pastel đồng màu với sản phẩm, chất liệu sản phẩm của mình luôn. Nên là khi mà lớp lót bên trong nó sẽ tô điểm cho cái mã sản phẩm ở bên ngoài, nó sẽ gọi là đậm đà hơn, cái màu sắc nó đậm đà hơn, nó rõ hơn, nó chân thật nhất cho các chị luôn. Mã sản phẩm này sẽ 6616 và là 6616 các chị ơi. Em chốt tầm là một size cho mỗi chiếc nữa thôi nha mọi người nha. Một chiếc cho mỗi size nữa thôi, 6616 giùm cho em. 40kg đến 72kg chốt đơn, 40kg đến 72kg. Full size này em làm cho các chị là khá là nhiều á mọi người. Tại vì bình thường nếu như mà em lên full size cho các chị và những brand thiết kế khác thì lên cho các chị full size chỉ có 4 size thôi, là S, là M, là L và XL. Và em Ngọc lên cho các chị là full size là chúng ta có 5 size, từ size S tới size 2X, 40kg đến 72kg. Phong giá này xinh lắm. Các chị theo dõi livestream thường xuyên, các chị phải tin em Ngọc nha. Em tư vấn thứ nhất là sản phẩm của bên mình rất là kỹ, cho các chị xem form nè, rất là kỹ. Em tư vấn về vóc dáng em rất là kỹ, về chất liệu vải rất là kỹ, về phân giá thiết kế cũng rất là kỹ, cho mình xem từng đường may họa tiết thiết kế. Nên là ví dụ các chị thích là mình chốt liền, đó là các chị yên tâm về mức độ tư vấn của em đối với những mã sản phẩm này. Mang lên người đẹp hay không đẹp là các chị sẽ nhìn thấy, các chị biết liền à cả nhà ơi. Cái phom dáng này xinh lắm, thật sự luôn cả nhà. Màu đẹp, phom đẹp và cái họa tiết hoa em cũng thấy rất là đẹp luôn, chất liệu vam vi nổi bên em.
cái phần tay thiết kế này nó sang sang là các chị em thích cái phần tay đưa em lên cái em đầm này là đầu tiên em khen cái phần tay không à mọi người đó, xong rồi mới cái tới thiết kế phần hoa và cái màu sắc của sản phẩm này. Nhưng mà thực sự là em rất thích cái phần tay này nha mọi người. Cái tay này có đệm dùm cho em nữa, mặc rất là sang, 6616 mỗi size một chiếc nữa các chị ơi, lên đơn cùng em 6616 nha cả nhà. Chị nào mình thích mà sản phẩm này lên đơn hàng liền giùm em các chị. 6616 40kg 72kg em cho mọi người kiểm tra hàng trước khi thanh toán là hoàn toàn yên tâm nha mọi người nhé. Dạ em chào chị Liên Đỗ. Dạ rồi ok, em miễn phí ship cho chị Tú Anh Phạm lên đơn hàng thành công cho mình nha. Phiên bản đầm này đẹp lắm các chị, thật sự nha, em thấy đẹp mọi người ơi. Đầm này em mê lắm luôn, em thích lắm mọi người. Và phiên bản em lên cho các chị đúng một màu, các chị thấy là cái em đầm của mình mang lúc nào cũng chân dài nhưng mang như thế này không? Đó mọi người, lúc nào cũng chân dài miên man và các chị treo khuyết điểm phần bụng dưới rất là tốt cho em. Nên đừng có ngại mà sản phẩm này, màu này thực sự để em có một cái màu so sánh với các chị nè, là màu vàng và màu vàng pastel. Màu em Ngọc đang mang sẽ là màu vàng pastel và họa tiết hoa các chị. Đó, cả nhà các chị thấy đẹp không? Họa tiết hoa em làm cho cái gì sắc nét không? Cả nhà mình nhìn giùm em nè, họa tiết hoa vô cùng sắc nét. Và những cái gọi là những cái bi van nổi như thế này các chị, van bi nổi như thế này á các chị, mọi người sẽ thấy là chỉ có họa tiết bên em mới có một cái dòng này thôi cho các chị thôi ấy. Với mức giá là 550.000 em không miễn phí ship. Rồi các chị ơi, rồi bây giờ các chị chốt đơn 6616 để em xuống mã sản phẩm này luôn nha mọi người. 6616 kèm số điện thoại trên cùng một dòng comment giùm cho em Ngọc. Với mức giá cho các chị là 550.000 em sẽ có 4 size 40kg đến 72kg chốt đơn. Hôm nay em miễn phí ship dành cho mã sản phẩm này cho các chị là các chị tiết kiệm được bao nhiêu mọi người? Từ 20 đến 40.000 nha. Kiểm tra hàng trước khi thanh toán giùm em, tích lũy điểm cho đơn hàng thành công, đổi hàng trong vòng 5 ngày giùm em. Thành viên VIP các chị, mình thành viên bạc các chị đã được giảm 15% cho mã sản phẩm này. Thành viên vàng giảm 17%, thành viên kim cương giảm 22% giúp em. Mua hai sản phẩm ngày hôm nay giảm cho các chị 20%, mua ba sản phẩm em giảm 25%. Tuyệt vời không các chị? Đó rồi các chị ơi, thì ngắm lại phiên bản này một lần nữa nha. Em xuống mã này luôn mọi người ơi. 6616 em xuống ba sản phẩm này luôn. Chị nào thấy 6616 chốt đơn giùm em nha mọi người. 6616 SMLXL và 2X 40kg đến 72kg chốt đơn, đừng lăng tăng các chị. Mình thích là mình chốt liền giùm em đi, để hết size hết hàng tiếc lắm. Để hết size hết hàng tiếc lắm cả nhà. Thật sự luôn á, bữa sau mà hết cho các chị size XL và 2X là tiếc lắm. Tại vì những cái phân giá này á, thường là bên em chốt cho các chị là em hết trước là size XL và 2X. Thường bên em là chốt trước là XL và 2X rồi mọi người ơi. Bây giờ các chị chuẩn bị qua mã mới, các chị chấm cho em xin một cái dấu chấm tương tác comment nha cả nhà. Rồi các chị, mình chuẩn bị chấm cho em xin một cái dấu chấm tương tác comment. Em biết tính kiều em qua cho các chị mã mới nha mọi người ơi. Đẹp các chị ha, cái phiên bản nè, em xoay ngang cho các chị xem. Quá xuất sắc luôn á mọi người, đẹp xuất sắc cho các chị luôn. Cái màu này em càng nhìn em càng thấy mê nha cả nhà ơi. Cái màu đẹp lắm, cái phiên bản đẹp cực kỳ luôn. Các chị nếu như mình có thời gian em vẫn khuyến khích các chị ghé cửa hàng mình mua sắm sản phẩm này liền. Để không thôi lẻ sai, tại vì số lượng em lên đâu có nhiều đâu. Hôm nay là buổi sáng, hôm nay em lên mạng sản phẩm này có 16 chiếc thôi. Và các chị biết là cây vải này lên cho các chị 80 chiếc đến 120 chiếc và em gọi là em không còn vải đi chốt, không còn vải đi may. Mà chia ra ba cửa hàng có bao nhiêu đâu các chị. Rồi các chị ơi, em chuẩn bị qua mã mới và người chấm cho em Ngọc xin một cái dấu chấm tương tác comment nha. Các chị mình chấm cho em xin một cái dấu chấm tương tác comment, em qua cho các chị tiếp tục những cái mã sản phẩm tiếp theo nha mọi người. Còn ai ghi mã sản phẩm này chốt đơn hàng liền, không thôi là tiếc lắm. 6616 quá đẹp các chị, nó sang ha. Cái phiên bản này rất là sang luôn á. Em thấy là cái váy hoa này là một cái váy hoa mà em thích cái phân tay. Các chị, cái điểm nhấn của nó đẹp nhất đó chính là ở phân tay. Cái phân tay nó làm cho cái em đầm của mình nó sang vô cùng luôn ha. Màu này rất là trắng da như cả nhà, da của em đen thui. Ai, tiếng ra màn hình để cho các chị nhìn cái da của em. Da của em đâu có trắng đâu cả nhà. Da em Ngọc là không có trắng nha. Nhưng mà cái phiên bản này em mặc em rất là tự tin luôn. 6616 gạch ngang kèm số điện thoại em dự đơn và đi đơn hàng sớm cho mình nha. Vậy là sắp hết cho mạng 6616 các chị ơi. Ưng ý chốt đơn giùm em luôn, sắp hết 6616 và em chuẩn bị qua mạng mới cả nhà. Chị nào á? À màu tối là chị Thanh Thủy, chị Kim Hoa Đoàn, em có màu tối nha. Dạ rồi ok, chị Thanh Thủy Bùi em lên đơn hàng thành công cho mình, chị Ngọc Thương Lê em lên đơn hàng thành công cho mình. Và các chị nhìn một lần nữa giùm em, quá đẹp rồi, đẹp lắm cả nhà. Ví dụ các chị đi du lịch, ví dụ các chị đi du lịch, cái mã sản phẩm này mà qua mã sản phẩm mà còn tiếc các chị, em qua mã sản phẩm mà em còn vương vấn á, ai cả nhà, qua mã sản
sản phẩm mà còn vương vấn cái em váy này là các chị biết là em Ngọc em cũng tâm đắc mà sản phẩm này lắm đó các chị. Em tâm đắc tại cái form này nó trẻ mọi người. Cái form này nó trẻ và nó sang, nó trẻ và nó sang nha. Nó sang kiểu thanh lịch chứ không phải là trẻ mà kiểu là trẻ mang cho các chị thêm một cái phong cách trẻ hot girl mọi người. Cái kiểu dáng nó lên cho các chị một cái kiểu dáng nó sang, nó thanh lịch, nó trẻ trung và các chị nhìn trong mình năng lượng lắm cả nhà ơi. Đó, cả nhà nhìn giùm em cái màu này, quá đẹp luôn mọi người. Các chị mang sản phẩm này đi du lịch cũng được, đi chơi cũng được, đi làm cũng được, đi dạy giùm em cũng được. Các chị đi làm việc văn phòng các chị mua sản phẩm này cũng ok luôn. 6616 rồi các chị ơi. Em xuống mã sản phẩm này nha. Chị nào ý 6616 chốt đơn hàng liền giùm cho em Ngọc. 6616 550.000 đồng em cộng hỗ trợ miễn phí ship mã sản phẩm này nha các chị. Ngọc cầu hỗ trợ miễn phí ship cho các chị và các chị ơi, mình cứ kiểm tra hàng trước khi thanh toán. Em nói nè, ở trên live á các chị nào mới vô á, các chị chấm cho em xin một chấm tương tác comment để khi mà các chị quan tâm mã sản phẩm em có thể là tư vấn lại để em qua. Các chị không hỏi em cũng tư vấn là tiếc lắm nha cả nhà ơi. Ở bên trong có khối lót, hai bên có khối túi cho em nữa, xinh lắm. Các chị có thắc mắc gì về bất kỳ phơm dáng, về size số, cân nặng, số đo vòng eo, các chị cứ mạnh dạn hỏi em Ngọc nha để em tư vấn cho mình. Em cũng sợ là các chị không biết cái số đo vòng eo vòng 1, vòng 2, vòng 3 của mình như thế nào. Em sợ là các chị mình lại lăn tăn mình lo lắng. Nhưng mà các chị mình hỏi trên live em tư vấn cho mình một lần nè. Rồi các chị mình lên đơn hàng, nhân viên nhà em sẽ tư vấn lại cho mình một lần nữa. Nên là các chị cứ yên tâm mà cứ việc lên đơn xong rồi kiểm tra hàng trước khi thanh toán một lần nữa giùm em. Xong rồi các chị nếu sản phẩm có bất kỳ sai sót em cho mình đổi hàng trong vòng 5 ngày nữa các chị ơi. Đó cả nhà là quá tuyệt vời luôn các chị. Rồi ok cả nhà, mã sản phẩm này dùng cho em, các chị lên đơn sẽ là 6616 nha cả nhà ơi. 6616 kèm số điện thoại dùng cho em liền tay cả nhà. Không mua là tiếc lắm mọi người. 6616 em xoay phơ một lần nữa. Trời các chị không nở qua mã mới luôn á mọi người, quá đẹp. Em chỉ có 16 chiếc thôi. Là bây giờ chốt cho các chị tầm 5 chiếc nữa thôi mọi người. Mỗi size S, M, L với L, mỗi size chốt 1 chiếc thôi. Tầm là 5 chiếc cuối cùng cho các chị thôi á cả nhà. Em chỉ có 5 chiếc cuối cùng em cộng hỗ trợ miễn phí ship dành cho mã sản phẩm này. Chị nào ý là chốt đơn hàng liền mọi người ơi. Vải đẹp, phơm đẹp và nói chung là cái thiết kế nó cũng sang cho các chị nữa cả nhà. Càng ngày em càng nhìn em càng thấy cái mặt sản phẩm này nó đẹp, nó sang. Phơm dáng eo này em làm cho các chị cái dáng eo nè cả nhà. Đó, mọi người nhìn em. Cái dáng eo bản ly này sẽ tầm là 2.5 cm là nó bằng cái đây, nó bằng cái cùng băng keo hai mặt của em luôn nè. Đó mọi người, là cái dáng eo này nó bằng cái cùng băng keo hai mặt luôn nè. Cái dáng eo nó khoảng là như vậy. Đó, để siết cái phần eo của các chị lại dùm cho em á, lên phơm xinh lắm. Các chị nhìn cái phơm này cả nhà, càng nhìn càng đẹp. Các chị nhìn nè, nhìn cái màu trắng so sánh cái màu trắng với cái màu vàng dùm cho em luôn nha. Là cái màu vàng em đang lên cho các chị một cái màu vàng pastel rất là sang. Màu vàng pastel em làm cho các chị hoa trắng trên nền vải nữa, rất là đẹp. Và các chị nhìn cái dáng eo đẹp chưa các chị? Cái dáng eo này là treo khuyết điểm dùm cho em tối đa, tối ưu cho các chị rồi. Các chị nhìn nè, em Ngọc bỏ cái điện thoại vào để cho các chị thấy cái phiên bản của mình. Đó, các chị là mất tiêu cái điện thoại dùm cho em Ngọc luôn. Là các chị biết là cái túi của mình bỏ đồ vào mà nó vẫn khép phơm nha. Chứ nó không có hở phơm vào cái túi em làm cho mọi người. Khi cái túi của chúng ta này các chị đồng chất liệu vải luôn. Đó, khi mà lỡ cái chị lộ phơm xíu nữa nó cũng bình thường. Chứ không phải là một cái chất liệu khác hoặc là một cái màu trơn, màu trắng, màu đen trong cái nền túi của mình. Lên phơm rất là xinh và em thích nhất đó chính là cái phần dán ngực này mọi người nhìn giùm em. Đó, cái thiết kế ngực của em làm cho các chị nè mọi người. Hai cái túi giả hai bên nữa lên phơm đẹp vô các chị. Màu càng nhìn càng đẹp nha. Cái tay nè, cái tay này là các chị thấy rõ nhất giùm em nè. 6616 nha các chị ơi. Mỗi size em chốt một chiếc cho các chị thôi nha cả nhà. Một chiếc size S, một chiếc size M, một chiếc size L và một chiếc size XL. 550.000 đồng các chị. Trời ơi nó quá đẹp mọi người. Các chị phối cái túi màu vàng như vậy cũng đẹp dùm cho em nè. Cả nhà thấy không, cái phiên bản của mình, em Ngọc là em cao có mét 6 thôi, là cái phiên bản các chị nhìn ngắm cái phơm giùm em. Quá đẹp, quá xuất sắc các chị. Cái màu này em nói nó rất là sang mọi người ơi. Cái màu này rất là trẻ cho em nha mọi người. Và cái vải van bi nổi bên em là không bị nhăn nhầu. Các chị giặt máy giặt tay thoải mái luôn. Giặt máy giặt tay thoải mái cho mã sản phẩm này. Các chị nhầu vải như thế nào nó cũng không có bị nhăn. Các chị thấy là em nhúm vải, em nhầu vải như thế nào, thả phơm ra nó cũng không có bị nhăn, nó không có bị nhúm vải cho mình. Đó là điều thành công của chất liệu vải bên em dùng van bi nổi thượng hạng nhập khẩu bên máy Amy luôn các chị. Màu sắc em làm cho các chị hoa văn vừa phải, có khoảng trống khoảng tợ cho sản phẩm của mình. Em làm cho các chị cái hoa này không phải quá to. Nhiều khi quá to các chị cảm giác là nó sẽ hơi gọi là nó sẽ hơi nhức mặt xíu.
cái cảm giác hoa to nó sẽ cảm giác cho các chị nó hơi đứng hơn tí, nhưng mà cái sản phẩm này thì em làm cho các chị một cái phiên bản hoa vừa phải, hoa nhỏ cho các chị, và kèm với đó có khoảng trống cho sản phẩm mình nữa, nên là lên form đẹp. Và bên cạnh đó phối cho các chị những cái van bi nổi trên cái nền vải này. Cái này là họa tiết khắc laser nha các chị. Đó mọi người, em dệt khắc laser chứ không phải là khắc laser trực tiếp trên sản phẩm nha, dệt khắc laser các chị. Đó mọi người thấy cái họa tiết hoa của mình nè, độc quyền chỉ có với em mới có họa tiết hoa này cho các chị thôi. Phiên bản rất là sang luôn mọi người ơi, phiên bản phải nói cực kỳ sang các chị. Em xoay phông ngang này, đẹp các chị ha, phông cực kỳ xinh luôn. Cái váy hoa đầu tiên, một cái váy hoa mà em khen sang nha, tại vì váy hoa thường thanh lịch, nhẹ nhàng, trẻ trung cho các chị theo một cái phong cách, nó gọi là vintage đó các chị. Một cái phong cách gọi là đồng cỏ một xíu, cái phong cách nhẹ nhàng á, thước tha thì là một cái váy hoa. Còn cái váy hoa này em khen cho các chị là một cái váy hoa nó sang mọi người, là nó có sự sang trọng ở trong đó, và nhìn cái phần cánh tay dùm em á, cái thiết kế phân tay của các chị và cái phân đắp gọi là đắp túi giả như vậy. Thường nha, em làm cho các chị ví dụ như là phân sơ mi, phân vest á, nó mới đắp cho các chị túi giả, hoặc là những cái họa tiết mà nó đơn sắc á, nó là một màu á các chị, ví dụ như màu đen, màu trắng, màu xanh, màu vàng gì đó, thì lên cho các chị một cái thiết kế như vậy. Còn váy hoa mà em lên cho các chị thiết kế như vậy thì nó vừa là thanh lịch, vừa nhã nhặn, nhưng mà nó có trong đó một cái độ sang trọng mã sản phẩm này, và đặc biệt mã sản phẩm này mang rất là trắng da nha. Rồi các chị ơi, 6611 kèm số 6616 kèm số điện thoại trên cùng một dòng comment dùm cho em Ngọc. 550.000, em có 5 size 40kg đến 72kg, size 2X đang là size lẻ, size sớm nhất các chị, nên là tranh thủ chốt đơn dùm em nha, tranh thủ chốt đơn mã sản phẩm này luôn. 6616 em miễn phí ship cho mình, ok chưa? Kiểm tra hàng trước khi thanh toán dùm em các chị ơi, tích lũy điểm đơn hàng thành công, đổi hàng trong vòng 5 ngày nha mọi người ơi. Các chị mua càng nhiều em chiết khấu càng cao cho các chị, và đặc biệt là những thành viên VIP, các chị mua càng nhiều em chiết khấu càng cao. Các thành VIP thì được những cái chương trình ưu đãi rất là nhiều, và bên cạnh đó chị nào chưa thành khách hàng VIP các chị, mình cứ mua hàng em vẫn tích lũy điểm trong mỗi đơn hàng của các chị, để cho các chị có thể là thành viên VIP đó. Và một khi đã trở thành thành viên VIP bên em, các chị mua hàng các chị ơi, các chị mua được cái mức giá nó mềm lắm, thật sự luôn, các chị mua mức giá mềm lắm luôn á cả nhà. Tính đi tính lại các chị, kỳ cơ thành viên bạc em giảm 15%, các chị mua mã sản phẩm này còn có nhiêu đâu, từ đầu năm 500 năm thì còn cho các chị có 400 mấy thôi đó. Đây là cả nhà, chị nào khách hàng VIP, khách hàng thường, mình mua sản phẩm ngày hôm nay, mua khách hàng thường để thành viên khách VIP, em giảm cho các chị những cái mức giá này nha mọi người ha. Rồi ok các chị, 6616 dùm cho em Ngọc, 6616 nha cả nhà ơi. Có đầm hoa đỏ không em, chị Ánh Hồng ơi, có dây kéo phía sau chị Huỳnh Phương Chi. Đầm hoa đỏ, đầm hoa đỏ thì các chị, đầm hoa đỏ thì em không có lên chương trình cho mọi người ha. Có đầm hoa đỏ các chị, nhưng mà đầm hoa đỏ em chưa lên chương trình cho mọi người. Đây, đằng sau có quá cái bẩn giùm em nha, phương dáng thiết kế các chị. Em lên cho mình đó là phiên bản thiết kế, nên là tất nhiên phải có khóa thiết kéo đằng sau cho các chị rồi. Phiên đặc bản đầm cao cấp bên em nha mọi người nha. Đầm cao cấp chất liệu thượng hạng, nhập khẩu van bi nổi. Thực ra là mỗi cây vải này nhập về cả 2 tháng trời mới có một cây vải lên thiết kế cho các chị, ok, có thể được lên may cho các chị, có thể nhanh đó các chị. Nhưng mà thật sự nha các chị, khi mà nhập cây vải về các chị đợi là đợi lâu cái phần vải. Ví dụ như là em hết mặt sản phẩm này rồi, vải mình có thể là ở đây có sẵn thì mình ra mình mua, mình gọi là những ai mà bán vải á, mình chỉ cần gửi mẫu, gửi mã, mình ra mình lấy về mình may thôi. Còn vải này là vải em nhập mọi người ơi, vải em đi nhập khẩu cho các chị. Và cây vải mỗi lần về cho các chị, thứ nhất là số lượng của mình nhập có giới hạn chứ không cho nhập nhiều. Và cái thứ hai nữa các chị, và một khi cây vải này đã về hàng rồi, các chị tìm kiếm là cây vải này là thứ nhất, thứ hai là khó, rất là khó. Mà nếu có rồi các chị ơi, em đợi restock về là đợi hàng về lại các chị. Các chị đợi phải là 3 tháng, 4 tháng, 5 tháng, có khi cả năm mới được cây vải này. Rồi các chị tới từng đó là mã sản phẩm này các chị đã mặc xong hết trơn rồi cả nhà. Đó cả nhà ơi, nên là các chị mình thích mã sản phẩm này chốt đơn hàng liền giùm em. 6616 mỗi size một chiếc nữa thôi nha cả nhà. 6616 550.000 đồng chốt đơn giùm em. Em cộng hỗ trợ miễn phí ship cho các chị. Hiện tại có những cái comment nó bị tương tác ẩn hết các chị, nên là em Ngọc cũng không có kịp đọc comment của các chị, nên là các chị thông cảm nha. Hệ thống bắt đơn giùm em cứ là mã sản phẩm và kèm số điện thoại trên cùng một dòng comment là ok rồi các chị ơi. Cứ là để lại giùm em 6616 kèm số điện thoại trên cùng một dòng comment giúp cho em ha. Em cộng hỗ trợ miễn phí ship cho mình mã sản phẩm này. Cứ kiểm tra hàng đi để các chị có thể thấy là cái chất liệu vải của mình như thế nào. Các chị nhìn giùm em nè, thiết kế các chị đẹp chưa mọi người ơi, hoa văn bên em đó mọi người thấy không. Rồi các chị ơi, em chuẩn bị chuyển mã luôn, nãy giờ nói chuyển mã lâu rồi á, nhưng mà còn vương vấn mã sản phẩm này, thật sự em còn vương vấn mã sản phẩm này, mã nào đẹp là em đứng em bán hoài luôn các chị, thật sự luôn á. Em Ngọc cái tính em hơi ngộ nha cả nhà,
cái tính em hơi ngộ luôn mọi người, mã sản phẩm nào đẹp nó qua mã mà không đặng, không đành lòng qua mã, cứ mã đẹp mà cứ nói hoài luôn các chị. Thật sự nha em, thật sự em rất là tâm đắc cho những cái mã sản phẩm nào mà lên form đẹp, màu đẹp, form dáng sang sang là em khoái lắm. Em khoái là em tư vấn cho các chị nào thích thì chốt liền giùm em luôn. 6616 năm size 40kg đến 72kg. Đẹp lắm mọi người. Đây, em cho các chị xem kỹ là dáng hoa một lần nữa để chúng ta tiến hành qua mã mới nha. Các chị bây giờ chấm cho em xin một cái dấu chấm tương tác comment. Chị nào mà nãy giờ hỏi em là có cái màu nào tối tối không? Em còn chuẩn bị qua cho các chị một cái dấu màu tối tối nè các chị. Rồi, chị nào mình còn ở lại like chấm cho em xin một cái dấu chấm tương tác comment nha cả nhà để em biết tín hiệu em qua mã mới. Còn mã 6616 thì em chốt cho các chị mỗi size một chiếc nữa thôi, em không chốt hơn nha. Mỗi size đúng một chiếc thôi, em không chốt hơn. Một chiếc size S, một chiếc size M, một chiếc size L, một XL và một 2X cho em. 40kg đến 72kg, chốt đơn hàng liền tay 550.000. Rồi các chị, bây giờ mọi người ơi, mình đẩy view lên cao cao và chấm cho em xin một cái dấu chấm tương tác comment nha. Em qua cho các chị một cái mẫu tối tối cho cả nhà nè mọi người ơi. Rồi em tranh thủ qua cho các chị một cái mã tối tối cả nhà, đồng này xinh nha. Em qua tiếp tục cho các chị một cái mã sản phẩm xinh nha cả nhà. Các chị mình cứ chấm cho em xin một cái dấu chấm tương tác comment để em thấy tín hiệu của mình đi cả nhà ơi. Cho em xin một cái tín hiệu nha. Rồi ok, 112, 115 chị nè. Lên giùm em hy vọng là giữ view 150 thôi. Em lên em giới thiệu cho các chị một cái mã sản phẩm này nha mọi người, mã sản phẩm đằng sau cũng sang lắm nha. Mã sản phẩm đằng sau cái màu nó sẽ là một cái màu bật mí cho các chị, sẽ là một cái màu tối nha cả nhà. Rồi ok, các chị comment giùm em là dấu chấm tương tác nha, em qua mã mới. Chị nào mới vô like á, thì cứ là chấm cho em xin một cái dấu chấm tương tác comment nha. 6611 là mã em đang mang. Quá đẹp, quá xuất sắc. Mang mà kiểu như qua mã mà còn tiếc nuối xíu á. Rồi ok, em qua mã mới nha mọi người. Rồi các chị ơi, em lên cho các chị một cái em đầm quá đẹp các chị. Rồi các chị, em Ngọc chuẩn bị lên cho các chị một cái em đầm thật sự nha mọi người, nó rất là đẹp. Mã sản phẩm này là em cháy hàng. Mã sản phẩm này là em đã cháy hàng nha các chị ơi. Mã sản phẩm Ngọc đang mang chuẩn bị lên cho các chị là một trong những cái mã sản phẩm cháy hàng giùm em nha. Rồi các chị, bây giờ các chị comment giùm em một cái dấu chấm tương tác comment nha cả nhà ơi. Bây giờ váy cho 50 tuổi có chị Cường Nguyễn Ngọc ơi. Thật ra là những cái phơm váy này em đều lên cho các chị một cái tầm tuổi trung mà cả nhà. Thật ra là váy nào em lên cho các chị 50 tuổi thật ra nha. Những dòng váy em ơi, thật sự những mã sản phẩm em 50 tuổi các chị đều mặc hết, gọi là cả cửa hàng nhà em được luôn mọi người. Tại vì phiên bản em lên cho các chị là phiên bản tuổi trung mà. Gần đây thì nhà em có lên cho các chị những cái phiên bản trẻ hơn xíu nữa mọi người ơi. Là em lên cho các chị dần dần là chúng ta sẽ là đa dạng đối tượng nhiều hơn tí. Ngày xưa em làm cho các chị là tuổi trung, và đa số là những mã sản phẩm tuổi trung tầm 40-50 các chị bước tới cửa hàng em là mặc được hết luôn. Mặc được hết, không có mã sản phẩm nào kén cả. Và dần dần á thì em lên cho các chị một cái độ tuổi trẻ hơn 35-30 dần dần cho các chị, và em sẽ dần dần mở rộng ra và cái đối tượng khách hàng của mình á, nên là các chị sẽ có nhiều sự lựa chọn hơn giùm cho em nha. Rồi các chị, mã sản phẩm Ngọc lên là nhá hàng cho các chị xem. Màu nhã nhặn không các chị? Đây, chị nào hỏi là màu tối tối nè, em khoe nhá hàng như vậy thôi ha. Đó, mã sản phẩm này là đang cháy hàng các chị. Mã sản phẩm này là đang cháy hàng giùm cho em Ngọc luôn nha. Nên là các chị mình nghe em tư vấn là mình chốt liền hàng liền nha. Mã sản phẩm này em còn số lượng cực kỳ ít cả nhà, số lượng không còn nhiều. Số lượng cực kỳ ít và em cũng đang còn lẻ size nha các chị ha. Mã sản phẩm Ngọc đang mang đó mọi người. Bây giờ đẩy lên giùm em khoảng tầm là 180 chị đi, để em có thể là nhá hàng cho các chị xem, để không thôi tiếc lắm các chị thấy nè. Ai nhá hàng sơ sơ cho mọi người nhìn giùm em thôi á. Đẹp các chị ha, em còn mê mà. Hồi nãy em chưa thấy cái form, tự nhiên cái lên form em khen quá chừng khen luôn. Tại vì em thấy đẹp với mọi người. Rồi ok, nhá hàng cho các chị rồi đúng không? Rồi bây giờ thì em sẽ bước ra cho mọi người xem cái form váy này.
Phương ấy này không làm cho các chị khách hàng nhà em thất vọng. Đó mọi người, phiên bản em làm cho các chị, không làm cho các chị thất vọng đối với em váy này giúp em nha. Đó cả nhà, lên phân xinh luôn. Các chị, đồng này giùm em nhanh lên, giống như là một cái set đồ, giống như là một cái áo và một cái chân váy nha cả nhà ơi. Phiên bản này em làm giống như là một cái áo và một cái chân váy cho các chị. Mã sản phẩm này giùm cho em Ngọc mọi người, em lên cho các chị giá mềm hơn nha. Mã sản phẩm này giùm cho em Ngọc sẽ là mã 6543. Em lên cho mình một cái mức giá mềm hơn. Em lên cho các chị một cái mức giá mềm hơn nha cả nhà ơi. Đang cháy đơn hàng mã sản phẩm này và em đang lẻ sai. Thật sự là mã sản phẩm này em đang lẻ sai nha mọi người. Nên là chị nào mình thích đó mọi người ơi, mình cố gắng mình chốt đang còn trong tầm sai của mình. Tại sản phẩm này em đang bán rất là cháy mọi mặt trận luôn. Riêng mã sản phẩm này thôi nhá, 6543 các chị, chất liệu van tơ gân và phối với các chị là có tông lạnh ở bên dưới nha, dày dặn giùm em. Đó mọi người, van tơ gân nè cả nhà, em tiến gần lại màn hình cho các chị van tơ gân. Trời, cái họa tiết hoa nó quá đẹp các chị. Họa tiết hoa quá đẹp nha cả nhà, nền đen gọn dáng vô cùng luôn. 6543, hôm nay em lên chương trình 520.000 đồng em cộng hỗ trợ miễn phí ship. 6543, 520.000 đồng em cộng hỗ trợ miễn phí ship. Chị nào thích mà sản phẩm này chốt luôn các chị. Em có cho các chị tiếp xíu nha cả nhà, đừng buồn em nha các chị ha. Em báo sai các chị đừng giận em nha cả nhà, em còn S và còn M thôi. 40kg đến 52kg chút đơn giùm em. Em còn S và còn M thôi. Là các chị biết là em chút sạch L, XL và 2X. Là các chị biết là cái mã sản phẩm này em cháy hàng như thế nào. Em các chị ơi đừng giận nha mọi người, em còn S và còn M thôi. 6543 kèm giùm em số điện thoại. Chị nào đang nằm trong tầm size này chút đơn hàng liền. S và M 40kg đến 52kg các chị. 520.000 đồng cho mã sản phẩm này em cộng hỗ trợ miễn phí ship. Quá đẹp mọi người, cái tuần váy nè. Hai bên có phối túi cho em nữa. Bên trên sẽ là chất liệu van hàng. Các chị hoa đẹp không? Cái hoa này em công nhận nha mọi người ơi, cái nền đen làm cho các chị một cái hoa này quá là nhã nhặn các chị. Rất là đẹp luôn cả nhà ơi. Phần tay em làm cho các chị là tay phồng nè. Các chị nhìn cái số vải. Ai mọi người nhìn cái số vải giùm cho em nè, các chị thấy đẹp không? Tay chip nhíu cho các chị ở trên, phần dưới em bao viền cho các chị. Và cái viền bao này không có gọi là ôm cái cánh tay nha, ôm cánh tay em sợ hằn cánh tay của các chị. Và co giãn cho mọi người nè cả nhà, đẹp lắm luôn. Dáng eo sẽ là dáng eo cao giùm em, chân váy sẽ là chân váy ao xòe. Lên phông cực kỳ xinh các chị. Mã sản phẩm này chị nào ý chốt đơn cùng em luôn. 6543 kèm số điện thoại size S và size M thôi các chị ơi. 40kg đến 52kg mã sản phẩm này nha, chị nào làm cô giáo. Mã sản phẩm này tuyệt vời luôn, thật sự. Chị nào mà cô giáo, các chị mang đi làm mã sản phẩm này thật sự rất là đẹp các chị, nó sang, chất liệu vải gọi là nó sẽ dày dặn cho em như thế này. Đó các chị có độ đàn hồi nhẹ nữa, các chị giặt máy giặt tay thoải mái, thấm hút mồ hôi tuyệt đối dùm cho em mã sản phẩm này mọi người. Phông xinh lắm, phông dáng này che khuyết điểm phần bụng dưới cho các chị nè. Không có mã sản phẩm nào vượt qua một cái phông dáng A mà che bụng dưới cho các chị đâu, em nói thật sự luôn á. Đây là phiên bản mà che bụng rất là tốt. 520.000 em miễn phí ship cho mọi người. 6543 gạch ngang gạch xuống lại giùm em các chị ơi. Còn có size S và size M thôi à. 40kg 52kg đẹp các chị ha. À, tiết hoa xinh quá chừng xinh luôn các chị. Đẹp xuất sắc luôn, chị nào làm việc văn phòng các chị đừng bỏ qua mã sản phẩm này. Van đi nổi bên em, van tơ gân bên em các chị, nó rất là mát nha. Và cái váy này, cái áo này á thì em phối cho các chị có lóc ở bên trong. Cái này là một cái váy đồng như các chị ơi, cái váy dùm cho em nhưng mà nó lên cho các chị giống như là một cái áo và một cái chân váy lên phân xinh ha. Sang các chị cái form này trẻ mọi người ơi, đẹp không? Cái họa tiết hoa đẹp, chị nào thích màu nhã nhặn em lên cho mình đúng cái gam màu nhã nhặn luôn mọi người. Form xinh quá chừng xinh luôn các chị. Cái tay em làm cho các chị phồng nhẹ thôi chứ không phồng nhiều, đẹp ha. Đẹp các chị ơi, mã sản phẩm này là 6543, đừng giận em, còn có S và có M thôi. 40kg đến 52kg, số lượng em cũng còn nhiều cho mã sản phẩm này các chị. Số lượng cũng không còn nhiều cho mã sản phẩm này, không dám đứng lên luôn mọi người. Sợ đứng lên các chị hỏi là có L, có XL và 2X hay không. Em còn S và M thôi, 40kg đến 52kg. Chị nào đang nằm trong tầm size này chốt đơn hàng liền luôn. 520.000 em cộng hỗ trợ miễn phí ship cái vải này. Cái vải này các chị, đẹp lắm cả nhà, cái vải dùm cho em là các chị thấy. Phiên bản này em xoay cho các chị xem. Ai mọi người, em Ngọc xoay cho các chị thấy cái thùng váy này. Đó mọi người, cái thùng váy đẳng cấp chưa các chị. Mã sản phẩm này đi tiệc, đi chơi, đi làm. Nhưng mà em thấy là phù hợp với đi làm và đi tiệc nhiều hơn nhá. Đi làm và đi tiệc phù hợp nhiều hơn. Các chị, mã sản phẩm này phối cái túi màu gì cũng đẹp hết.
Mã sản phẩm này là phối với túi màu gì cũng đẹp giùm em nha. 520.000 436543 kèm số điện thoại 40kg đến 52kg, em chỉ còn S và M thôi. Nha các chị nào đang nằm trong tầm size này chốt đơn hàng liền. Em có hai túi hai bên nữa, các chị cứ kiểm tra hàng trước khi thanh toán. Tích lũy điểm cho đơn hàng thành công, miễn phí ship và tiết kiệm từ 20 đến 40.000 đồng rồi. Đổi hàng trong vòng 5 ngày nếu sản phẩm có bất kỳ sai sót giùm cho em nha. Khách hàng VIP thế nào cũng phải được chiết khấu cao hơn rồi. Em sẽ giảm cho các chị tương đương 15, 17, 22% cho các chị. Các chị mua hai sản phẩm giảm 20%, mua ba sản phẩm giảm 25% đối với khách hàng VIP. Còn khách hàng thường các chị mua một sản phẩm em cũng sẽ có những cái chiết khấu cho mọi người nha khách mới. Vẫn có chiết khấu cho mọi người nữa nên là mọi người cứ yên tâm. Chốt đơn hàng liền giùm em 6543 kèm số điện thoại. Em giữ đơn 520 và em hỗ trợ miễn phí ship 40kg đến 52kg, chốt đơn hàng liền mọi người ơi, đẹp lắm cả nhà. Phong xinh và sáng lắm, các chị không chốt em cảm thấy tiếc quá mọi người ơi. Mã sản phẩm này đẹp các chị, màu nhã nhặn, màu vô cùng nhã nhặn giùm em, và màu đen là màu rất là gọn gàng. Chị nào thích chốt đơn cùng em luôn nha, size S và size M. Em có số lượng cho các chị cũng đâu có nhiều cho mã sản phẩm này đâu các chị. Thật sự nha, số lượng em có cho các chị tầm có 4 chiếc cho hai size thôi. 4 chiếc cho size S và 4 chiếc cho size M. Là em có đúng 8 chiếc cho mã sản phẩm này tại cửa hàng em bán cháy sạch xanh xanh các chị ơi. Tại cửa hàng là em bán cháy sạch xanh xanh mã sản phẩm này. Tính ra mã sản phẩm này em chưa mang bao giờ nha các chị. Mã sản phẩm này em không biết là Phượng Ngân có lên cho các chị bao giờ chưa. Nhưng mà em Ngọc em chưa mang bao giờ, hôm nay em lên cho các chị em hết hồn. Còn có S còn có M thôi mà CD nghĩ lại thì nói là mã sản phẩm này nó đẹp thiệt, hàng chi là nó hết size L, XL và 2X là đúng. Thật sự nó đúng các chị. Đẹp lắm, ở ngoài cái form nó xinh lắm cả nhà. Các chị nhìn cái chất vải bên em, các chị mê liền mọi người. Các chị nhìn cái hoa nè. Em zoom sát màn hình cho các chị xem cái chất luôn mà mọi người ơi. 40kg đến 52kg chốt đơn. Các chị mua về đi, mình chạm tay vào sản phẩm các chị mới thấy là sản phẩm này các chị mua các chị thấy nó giá trị lắm luôn mọi người ơi. Trong khi những cái em váy này nha, những cái brand khác mà gọi là lên hàng cao cấp cho các chị giống váy em ấy á thì toàn là tiền triệu, em nói thật luôn các chị. Em sợ là các chị không gọi là các chị không có tưởng tượng ra một cái mức giá mà liệu như là em Ngọc và Phượng Ngân nói có đúng về cái mức giá của sản phẩm của mình không, có phải là ở ngoài bán tiền triệu, có phải là 800, 900 hay không. Nên là các chị em cứ gọi là hơi nó là suối thì cũng hơi kỳ đúng không các chị ơi. Nhưng mà lâu lâu mình cũng phải trải nghiệm sản phẩm chứ các chị, mình trải nghiệm xem rằng là cái sản phẩm ở ngoài đó nó như thế nào mà nó bán lại với mức giá 1 triệu mấy như vậy. Rồi váy em ơi, mình lên cho các chị cái phong giá như thế này, 550 liệu có bằng chất lượng sản phẩm 1 triệu mấy đó hay không. Đó các chị có thể là mình có thể là tham khảo những cái mã sản phẩm này để các chị biết thực sự là em phải nói là em tâm đắc về mã sản phẩm của em mi lắm. Và kèm với đó các chị ơi, em cảm nhận được là một cái giá thành của mình so với dòng chất liệu cao cấp thì nó thực sự nó đến tay người tiêu dùng của mình nó quá mềm các chị. Thực sự nha, mỗi mã sản phẩm này em lên cho các chị rất là kỳ công. Thật sự là em Ngọc và Phượng Ngân lên cho các chị nha, phải đúng mẫu cho các chị. Đó, lên bản thiết kế cho các chị rồi là em phải đúng mẫu cho các chị xem là cái sản phẩm này nó có kích chỗ nào hay không, cái form nó có đẹp hay không, cái phần tay này nó có quá dài hay không, hay là cái phần của form dáng cổ cái ngực nè nó có quá thấp hay không, nó có bị hở form hay không. Đó, cảm nhận coi là cái phần lưng này nó có quá cao hay không nữa, hay là cái váy này nó quá xòe, là phải cảm nhận về từng cái chi tiết của sản phẩm rồi mới lên phiên bản thiết kế rồi mới may cho các chị. Và số lượng may cũng đâu có nhiều đâu các chị ơi. Thường á, sản phẩm nhà em lên cho các chị là bộ sưu tập mới liên tục luôn mọi người. Nhưng mà sản phẩm này em may cho các chị tầm 80 đến 150, 150 chiếc là nhiều. Chia cho 3 cửa hàng mà chia cho 5 size, mỗi size đâu có bao nhiêu chiếc đâu. Nên em mới nói các chị á, Phượng Ngân và em đứng 1-2 line hết hàng. Đứng 1-2 line là hết hàng, thường như vậy luôn. Là tại khách hàng là các chị, mỗi khách hàng, mỗi gọi là mỗi showroom á, tại showroom, tại cơ sở của em, tại cơ sở của bé em các chị, là các chị mỗi size có 1-2 chiếc thôi. Đó, 5 size thì mỗi cửa hàng thì còn tầm 7-8 chiếc là nhiều rồi, chứ không có nhiều luôn. Phượng Ngân và em đứng 1-2 line hết hàng, đâu còn bán đâu. Mã sản phẩm này là Phượng Ngân đứng đúng 1 line là hết L, hết XL, 2X luôn mà. Hôm nay em Ngọc đứng đúng 1 live stream, em còn có S và còn có M thôi. Là các chị, em còn đúng S và M thôi. 6543 gạch ngang gạch số điện thoại 520.000 giúp em nhá. S và M 40kg đến 52kg chút đơn. Nhưng mà em thấy cái kiểu này nó đẹp thiệt các chị ha. Cái kiểu này đẹp thiệt, thật sự. Nếu như mà nãy giờ mà còn L, L và 2X chắc chị cũng sẽ chốt cho ba size này nhiều á. Tại vì các chị, em nhà em thường là size ngược các chị, size ngược. Lúc nào của bạn hết size 2X trước, xong tới XL, xong tới L, còn S và M là hai size hết sau. Đó cả nhà, nên là em mới nói là một cái điều thành rất là thành công. Tại sao mà chúng ta lên cho các chị size lớn là 72kg mà các chị lại chốt nhiều như vậy? Là thành công của mấy em là treo cái điểm cho các chị rất là tốt.
6543 như cả nhà. Lên đơn cùng em liền tay mọi người. Em giữ đơn và đi đơn hàng sớm cho mình. Trong chiều nay tôi là nhân viên nhà em đã gọi điện tư vấn và chốt đơn cho các chị rồi nha cả nhà ha. Trong chiều hôm nay tôi là lên đơn và tư vấn. Có chị nào mới vô tương tác không các chị? Chị nào mới vô chấm bài giùm em nha. Có chị nào mới vô chấm bài giùm em. Rồi các chị ơi, đúng 1 phút cuối cùng nha các chị. 6543 size M và size S giùm em, quá đẹp mọi người. Tạo này đẹp lắm, em xoay form cho mọi người nè. Thật sự hai mã sản phẩm ngày hôm nay em lên mà em mê. Thật sự luôn nha cả nhà. Không kẹp form cho các chị xem. Đằng sau giùm em, form dáng thiết kế cho các chị. Đó cả nhà, lên form đẹp lắm luôn á các chị ơi, lên form cực kỳ xinh. Đằng sau có hết cái ẩn giùm em nha, phiên bản của mình nè. Đó, cái dáng lưng, cái dáng hoa giùm em. Đẹp không các chị? Cực kỳ đẹp luôn các chị ơi. Mang những mã sản phẩm này vô lúc nào cũng sang nha các chị hết. Tuần váy nhà em làm nè, đánh hông vô cùng, gọi là đánh hông cho các chị á. Chị nào mà không hết, em thấy là đánh hông nhiều luôn cho mọi người đó. Bình thường á, nếu như mà hông của chúng ta hết nó vậy nè các chị. Các chị thấy cái dáng đồng nó đẹp không nè mọi người? Nó xẹp như vậy các chị thấy đẹp không? Em thấy xẹp như vậy không đẹp nha, đánh hông cho các chị như vậy mới đẹp. Đó cả nhà, là nhìn cái dáng chân của mình cao và dài, cái dáng của mình sẽ gọn hơn rất là nhiều. 6543 dùm cho em nha, còn S và còn M thôi. Các chị lên đơn cùng em 6543 520.000, em miễn phí ship mã sản phẩm này nha cả nhà mình ơi. 520.000 cho mã sản phẩm này, em cộng hỗ trợ miễn phí ship. Dạ rồi, ok chị Lê Thùy Trang đang lên đơn hàng thành công cho mình, miễn phí ship cho mình chị ha. Đẹp các chị ha, 6543 dùm cho em, tiếc quá. Còn có size S, size M thôi, 40kg, 52kg, chốt đơn mặt sản phẩm này. Rồi các chị ơi, 30 giây nữa em xuống mã sản phẩm 6543 nha. 30 giây cuối cùng nữa em Ngọc xuống mã 6543. Chị nào nghĩ chốt đơn hàng liền. Từng cái đường may nè, từng cái đường ly nha, em lên ly cho các chị nè, đẹp không mọi người. Từng cái số vải, từng cái đường cắt rập như thế này luôn. Để lên form cho các chị như thế nào nó fit form, nó sang nhất, các chị nhìn nè. Họa tiết hoa nhỏ, họa tiết hoa to, các chị thấy nè, sắc nét và đẹp không cả nhà ơi. Van từ gần giùm em nè, họa tiết hoa các chị thấy nè. Nét đường nào ra đường đó nha mọi người nhá. Ai van từ gần của em làm cho các chị nè. Kết hợp bên dưới là có tông lạnh nha, lưng cao và tay xa tay bao chung, đẹp không? Cái dáng tay vừa phải cho các chị nữa. Nó không phải là quá phồng, nhiều khi nó quá phồng nó về các chị. Trông nó hơi kỳ đúng không? Nhưng mà nhà em làm cho các chị bình thường. Đó, vừa phải thôi cho em quyết điểm cho mình. Cái phần cánh tay là ok. Em Ngọc cao 1m6 nha. Rồi các chị ơi, mình đang ý mã sản phẩm này, chốt đơn hàng liền tay giùm em 6543 kèm số điện thoại nha. Để em xuống like các chị, để em xuống mã sản phẩm này là tiếp. Rồi các chị ơi, 10 giây cuối cùng, chốt đơn 6543 kèm số điện thoại giùm em. Mã sản phẩm này đi tiệc và đi dạy bao xinh. Mã sản phẩm này đi tiệc và đi dạy rất là đẹp các chị, nó sang. Em thấy mã sản phẩm này sang mà gọn nhắc vô cùng. Cái mã này thật sự là đứng lên thấy đẹp là mua cái chị. Chứ còn em nói là thật sự là cái này cái chị nhìn là cái chị cũng đã biết cái form rồi đúng không cả nhà mình. Cái chị đẹp nha em, mình thấy form mình cũng đã biết form rồi. Thấy họa tiết cái chị cũng đã thấy họa tiết rồi. Em tư vấn rất là kỹ mà, tiếng dí sát lại màn hình luôn. Các chị có thấy ở đâu mà cho các chị xem từng cái số vải không cả nhà? Tại vì biết sao mà các chị em Ngọc và Phượng Ngân lại lên cho các chị từng cái số vải mà sát màn hình không? Tại vì chúng em đang tự tin vào cái chất liệu vải của mình. Và cái mà em muốn là cho các chị biết đó chính là cái chất liệu vải của mình đó các chị, nó đẳng cấp như thế nào nhá. Rồi 6543 các chị ơi, 6543 kèm số điện thoại trên cùng một dòng comment dùm cho em Ngọc. Ưng ý chốt đơn hàng liền tay nha. Dạ em mang size S chị Kim Hoa Đoan ơi. Đây, em chào chị Duyên Phạm. Ai, em Ngọc đang mang size S nha các chị. Em Ngọc đang mang size S cho cả nhà mình. Lên phân xinh lắm các chị, nhìn nè, em bỏ cái điện thoại vào. Ai các chị thấy điện thoại mất tiêu với điện thoại luôn, cái túi rất là thét nha. Rồi các chị, 6543 em còn S và còn M thôi, 40kg, 52kg. Chị nào ưng ý chốt đơn hàng luôn nha, chứ em xuống mã sản phẩm này là tiếc đó mọi người ơi. Mã sản phẩm này là size S em còn 4 chiếc, size M em còn 4 chiếc, tính là kho tổng chúng ta chỉ còn có 8 chiếc thôi. Đây em ưu tiên cho các chị á, các chị không chốt là những chị tới cửa hàng là mình chốt mất tiêu luôn. Các chị không chốt là những chị ghé cửa hàng và mua hàng qua trang bay là các chị chốt mất tiêu luôn. Còn ở trên live là các chị, em chốt cho các chị live stream là các chị được ưu tiên nhiều nhất, được giữ đơn và đi đơn hàng sớm cho mình. Em lại có những cái chương trình chiết khấu cho mình nữa, miễn phí ship cho mình nữa. Lời lắm các chị. Ví dụ nha, các chị ghé cửa hàng mà có xem live đừng buồn em nha mọi người. Ghé cửa hàng cũng mất thời gian xíu các chị ha. Nhưng mà các chị ghé cửa hàng mất thời gian xíu, nhưng mà bù lại là các chị được chạm tay vào sản phẩm, mặc thử sản phẩm và đem sản phẩm về nhà. Còn ở đây các chị mà được miễn phí ship em thấy
thấy lời hơn mà cả nhà. Em cho mọi người kiểm tra hàng trước khi thanh toán nữa. Ngoài ra thì những cái chương trình bên em vẫn tích lũy điểm đơn hàng thành công cho mọi người nè, đổi hàng trong vòng 5 ngày. Ngoài ra những cái thành viên VIP em chiết khấu phần trăm cho mình nữa, thì càng gọi là các chị mua càng tiết kiệm hơn rất là nhiều đúng không? Trong khi ưu tiên của em đầu tiên đó là chính là ưu tiên trên cái live stream sẽ giữ like cho các chị và ưu tiên đi đơn hàng sớm cho mình luôn nha mọi người ơi. Rồi các chị còn ai nghĩ mà sản phẩm này nữa không, em xuống like nha cả nhà ơi. Có chị nào ý mã sản phẩm 6543 này nữa không, lên đơn cùng em xuống like luôn nha cả nhà ha. 6543 dùm cho em 520.000 đồng, em cầu hỗ trợ miễn phí ship. 6611 là mã nào đây? Không biết luôn, em không biết luôn. Hôm nay em đâu có lên 6611, là lên mã sản phẩm khác đúng không chị ơi? Chị Trương Phương Diễm là chị lên mã sản phẩm 6611 là mã khác đúng không chị ạ? Rồi ok các chị, chắc có lẽ là các chị có thể là xem lại like một chút liền dùm em nha. Mã sản phẩm này em không có nhiều và không có size cho các chị lựa chọn. Em chỉ có S và có M thôi, 40kg đến 52kg. Chị nào đang nằm trong tầm size này thì chốt đơn hàng liền dùm em. Để em xuống like tại đây luôn ha. Cảm ơn các chị rất là nhiều trong buổi gọi là buổi xế trưa các chị. Cái buổi này cũng hơi khó gọi ha, nhưng mà thôi kêu mà buổi trưa cho nó dễ các chị ha. Cảm ơn các chị rất là nhiều, dù là một buổi gọi là thứ ba cũng là đầu tuần ấy, cũng dành thời gian cho em và bé Emmy. Cảm ơn các chị rất là nhiều. 12 giờ, khoảng 12 giờ 10 ha các chị. Nhà em sẽ lên cho các chị một cái live stream giới thiệu cho mọi người bộ sưu tập mới nha cả nhà ơi. Còn bây giờ em cảm ơn tất cả các chị đẹp nhà em đã quan tâm theo dõi live stream này nha. Các chị có thể là ghé cửa hàng 3 chi nhánh của em, 454 Lũy Văn Bích, Hòa Thạnh, Tân Phú, hoặc là 837 Quang Trung, phường 12 Gò Vấp. Chi nhánh thứ ba là 263 Lê Văn Việt, quận 9, thành phố Thủ Đức nha. Và bên cạnh đó các chị mình có thể ghé gian hàng của Shopee. Các chị search giùm em là váy Emmy Luxury, và các chị vào mình có thể là mua cùng voucher cùng em với gian hàng trên Shopee nha. Còn bây giờ thì em chào tất cả các chị.